cứu tôi mày. Tôi chào Phong. Mạnh ra đây. Mạnh ơi. Mạnh sao đây? Đưa anh rồi. Đây đến rồi nè. Đến rồi. Trong chỗ này à? Chỗ kia rộng quá. Mình dần đấy luôn, túi ở dưới không lấy được, không đi thẳng được. Trong chỗ này nó rộng. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ủa? Sao nãy ngoài kia im gió thế mà vào đây nghe gió to đấy nhỉ? Gió toàn trên đỉnh kia, mình ở dưới này. Gió cứ đung đưa ở trên đỉnh ngọn cây. Sao lại có nhà ở đây? Nhà như kiểu nhà họ xây dở phải không? Không phải đâu. Phải không? Đây như nhà đang xây dở đây. Cái khuôn nhà như khuôn nhà, khuôn bếp hay cái gì à? Đây như ngôi mộ ấy. Không phải nhà đâu. Mộ em ơi. Mộ à? Ừ. Nó to nhỉ? Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Ừ, mộ thật đấy anh ạ. Nhưng mà... Mày ơi. Bia kìa. Đâu? Kìa. Đâu? Ở đây có bia à? Ừ, nếu bia thì là mộ rồi. Ừ. Ủa? Đầu tiên... 1875. 1875 bây giờ là... trăm năm. Hơn trăm năm. Tính sơ sơ... cũng phải... nhìn lâu đời lắm rồi. Chín. Ủa? 150 năm rồi. Đúng rồi. Lâu đời, ngôi mộ này kéo từ thời chiến tranh phải không? Tôi không biết, nhưng mà trăm năm rồi đấy, 1875. Thì bây giờ là mình cứ tính là 2025 trừ đi đúng 150 năm. Từ thời xưa rồi. Nhưng mà ở giữa lỗ thuộc này theo anh nó là núi này là người ta đào. Đây không phải là núi. Vừa nãy anh bắt đầu nhìn thì em mới bảo là đúng là ngôi mộ, thì đây đúng là trông nó to. Đây là cái huyệt đây này. Hả? Để đặt cái tiểu này. Thì ngôi mộ này được di dời đi, chắc là di dời đi thôi. Người ta chuyển đi rồi anh nhỉ? Ừ. Chứ không người ta phá hoại nó này. Nhưng mà nếu mà hơn 100 năm thì chắc phải là cụ tổ rồi. Cụ tổ chết thời ngày xưa. Lâu lắm rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Cứu tôi mày. Tôi chào Phong. Mạnh ra đây. Mạnh ơi. Mạnh sao đây? Đưa anh rồi. Có cái gì đâu, vù qua qua em. Lạnh buốt lên sống lưng rồi. Anh xòa xem lọc sống lưng giờ lạnh buốt luôn. Anh biết rồi. Ông ơi, tôi bị rúi đầu hay sao ấy? Cứ rúi đầu xuôi xuống như thế này nữa ông ơi. Tôi cứ rúi đầu tôi xuống. Là một vong linh của không một cô gái. Cứ ép đầu tôi vào cái cây ấy kìa. Tôi sợ quá. Bình tĩnh nhá, cứ bình tĩnh. Tôi không thở được. Ngay mà gọi ông. Có khi đốt tí lửa ấy, sóng lưng em lạnh buốt luôn này. Cứ bình tĩnh, đây anh ôm bát quái ra. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, không có gì cả. Nam Mô A Di Đà Phật. Lạnh buốt hết sóng lưng này. Là một vong linh cô gái. Thì lúc nãy ngoảnh quay lại thì tôi thấy bà mắc ở đấy. Thì tôi chạy ra. Thì tôi mới nhìn thấy một cô gái đang ở trong người bà. Đấy. Thì tôi bắt đầu là bảo tôi chào vong. Thì là vong lại xuất đi. Xuất đi thì bắt đầu bà mới ngã được ra. Chứ không tôi chết. Thì tôi lao vào bà thì chắc là lại đi vào em mày. Ông này dữ quá. Ông ơi phải làm thế nào bây giờ? Bây giờ cứ bình tĩnh nào. Không biết là lành hay dữ. Nó tấn công tôi với ông Mạnh thế này thì cũng hại lắm. Lên rương đi anh. Sắp lễ đi. Lên rương. Nhá.
Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương, con lại các thần linh thổ địa ngụ tại khu đất này, hãy ninh thiêng về đây chứng lễ, sang tai mách tiếng cho anh em chúng con. Hôm nay anh em chúng con đến nơi đây theo sự trợ giúp của bề trên, là nơi đây có vong linh cần chúng con giúp đỡ, thì vào đến nơi đây thì con đã nhìn thấy một vong linh của một cô gái đi vào người bạn con. Thì con không biết là cô gái ở nơi đây lành hay dữ, tốt hay xấu. Thì con mong các ngài đã cho con được nhìn thấy như vậy, thì con xin các ngài về đây chứng lễ, sang tai mách tiếng cho vong linh cô gái, để chúng con có thể giúp đỡ vong linh của cô. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hỡi vong linh của cô gái ơi, khi nãy cô đã đi vào người của bạn và em tôi, đã cho tôi nhìn thấy rất là rõ. Thì như cô cũng đã biết, tôi có thể nhìn và giao tiếp được với cô như thế này. Thì tôi mong cô hãy xuất hiện đi, để tôi có thể chia sẻ và trợ duyên giúp đỡ cô. Chúng tôi đến đây có 3 người, thì khi nãy cô đã đi vào 2 người rồi. Thì mong cô hãy đón nhận cái sự giúp đỡ này từ chúng tôi. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Tôi chào vong. Chúng mày không sợ à? Không. Thì nếu như vong đã nghe thấy những gì vừa nãy tôi thưa với thần linh thổ địa ở nơi đây, cũng như là vong, là chúng tôi được bề trên, một vị tiên ở trên trời đã cho chúng tôi năng lực cũng như pháp bảo này, và cho chúng tôi biết nơi đây có vong linh cần sự giúp đỡ của chúng tôi, nên chúng tôi đã đến đây. Thì khi nãy tôi đã nhìn thấy vong đi vào người bạn tôi và trêu bạn tôi ở nơi đây. Thế mà chúng mày vẫn không sợ? Tao trêu như thế mà cũng không sợ, mà vẫn ở đây, vẫn lì ở đây. Thì tôi nói rồi, chúng tôi đến đây để giúp vong, nên chúng tôi không có gì là sợ cả. Giúp? Đúng. Chúng tôi đến đây để giúp vong mà. Giúp gì? Nói ra nghe xem nào, giúp gì? Tôi có thể giúp vong không còn phải vất vưởng ở nơi đây nữa. Tôi giúp vong đi lên chùa tu tập, chờ ngày siêu thoát. Tôi có thể giúp vong đấy. Bao nhiêu năm ở đây, vong có thấy ai có thể nhìn và giao tiếp được với vong như chúng tôi không? Không. Đấy. Rồi thậm chí vong còn đang đi vào người bạn tôi đấy. Bạn đấy cũng là phụ nữ như vong. Thế nên là vong đừng có giận dữ với chúng tôi nhé. Tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết. Chúng tôi đến đây ấy, để giúp vong mà. Chúng tôi có lễ này, bánh kẹo, tiền vàng, hương nhang. Bây giờ vong nghe tôi này,
Bao Long, ta đây có một mình thôi. Thì tôi biết mà. Hôm nay mới thấy có người đến nói chuyện với ta. Chính vì Vong vất vưởng ở nơi đây và không biết có nỗi khổ hay oán hận gì, nên bề trên đã soi xét thấy và cho chúng tôi đến đây. Bây giờ nếu Vong tin chúng tôi này, thì hãy nghe và chia sẻ cho chúng tôi biết sao Vong lại mất và ngủ ở đây. Và đầu tiên, Vong tên là gì? Ta tên là Hiến. Hiến? Ừ. Thì ta vất vưởng ở đây lâu lắm rồi. Có mình ta với ông cụ thỉnh thoảng vẫn đã đến đây thăm ta, chứ chẳng có ai biết ta ở đây cả. Ông cụ, có phải ông ngôi mộ này không? Ừ. Cụ ở ngôi mộ này. Chúng tôi bước vào đây thì cũng đã nhìn thấy đây là một ngôi mộ, nhưng mà tôi nhìn là kiểu như được cụ làm quan, cụ làm to lắm, cụ làm quan, cụ đi làm việc rồi, thỉnh thoảng cụ mới về đây thăm tôi thôi. Cụ ở đây làm quan ở dưới đấy á? Cụ làm quan ở dưới cõi âm ý. Thế là dưới. Cụ chưa đi siêu thoát á? Cụ làm quan rồi, cụ không cần đi siêu thoát, cụ làm quan luôn. À, rồi tôi hiểu. Còn ở đây thỉnh thoảng có cái bọn mà những cái vong vất vưởng, nó vẫn qua đây này, rồi âm binh nó vẫn đi qua, nó đi tuần ấy. Nó bắt những cái bọn mà lang thang, rồi cái bọn độc ác, bọn ăn trộm, ăn cắp, bọn lang thang, bọn không nhà, không cửa ấy. Ủa? Nó bắt ấy. Thế là vong nhìn được, biết hết à? Ừ. Thế nhưng mà nó trốn chui trốn nổi xung quanh như này. Thế nhưng mà nó trốn chui trốn nổi khắp nơi luôn. Vong nghe tôi hỏi này. Ừ. Thế không phải là cứ chết đi là được siêu thoát à? Làm gì siêu thoát dễ. Không siêu thoát dễ thế đâu. Bọn làm ác này, trên dương gian nó sống ác, ăn trộm ăn cắp này, chết đi sống vất vưởng, làm sao siêu thoát được. Còn phải sống, còn phải chui lủi khắp nơi, quan binh đi lùng khắp nơi, nó bắt được nó đánh cho chết. Nó đánh cho đau lắm. Thế nào còn cũng nhúng vào cái chảo lửa ấy, rồi nó đánh cho, nó quật xích, nó quật cho đau đớn lắm. Thế nào nó cũng dưới đấy cũng phân chia như ở trên trần à? Ừ, trên trần cứ sống ác là dưới chết đi là không siêu thoát được. Tại vì như trên trần ấy cũng có rất nhiều những người mà gọi là lang thang cơ nhỡ ấy, không có người thân này, không có giấy tờ tùy thân này, đấy cũng bị không có cội nguồn đấy, là không siêu thoát được, là lang thang không siêu thoát được. Rồi tôi hiểu rồi. Thực ra ấy, tôi hỏi Vong là muốn xác nhận thêm một chút thôi, chứ thực ra bản thân tôi cũng biết rất nhiều về những sự việc ở bên dưới đấy. Ngươi biết được à? Tôi biết mà. Ngươi chưa chết mà biết được á? Như Vong cũng biết đúng không? Ừ. Tại sao tôi có thể giao tiếp được với Vong như thế này? Ừ. Đúng chưa? Cũng như Vong nói đấy, từ lúc Vong mất đi đã có ai có thể giao tiếp được với Vong đâu. Đúng chưa, không? Đúng rồi. Không ai nhìn thấy ta cả, ngoài mấy cái vong vất vưởng nó đi này, với ông cụ này. Thì đấy, thì còn nhìn thấy ta. Đấy là những người chết đi cùng rồi, cái thế giới với Vong thôi. Ừ. Bây giờ Vong nghe tôi hỏi này, thế ông cụ ở đây làm to thế không giúp được Vong quá? Không, không giúp được, ông làm quan thôi. Nhưng mà đây này, tại vì tôi biết gọi là cụ Quý Công. Ừ. Của một dòng họ rất là to. Nhưng có phải muốn siêu thoát là siêu thoát được đâu. Rồi tôi hiểu. Khó tôi lắm. Thì dù như ta này, cụ có quý Vong nhưng quý mà lắm, vẫn không thể nào. Rồi tôi biết mà, dưới âm ấy, việc gì ra việc đấy. Người trần có thể sai, có thể xin lỗi nhau, nhưng với người âm thì sai là phải chịu trách nhiệm. Phạt lặng lắm. Tôi biết, cái đấy tôi sợ biết lắm. Thế bây giờ này, cảm ơn Vong, cảm ơn tất cả những gì Vong đã chia sẻ cho tôi biết. Thì bây giờ tôi muốn biết vào công việc chính của Vong. Ừ. Tại sao Vong lại mất và ngủ ở đây
ta bị hại chết. Ta bị hại chết người ạ. Rồi chúng nó kéo xác ta đến đây chôn. Phong bị hại chết rồi vứt xác về đây á? À chôn xác về đây á? Chôn xác ta đây này. Ta thế là đi. Phong không phải là người ở gần đây à? Không, ta ở xa lắm. Chúng nó kéo xác ta tận về đến đây này. Thế nhưng mà nơi đây chưa có là vùng trũng. À thế chứ. Trước đây chắc đây nó chỉ là những cái đầm đồng đầy cỏ rồi, bỏ hoang rồi. Rồi rồi, ta thì không có người thân gì cả, chết thì cứ vất vưởng. Thế bố mẹ Vong đâu, gia đình đâu, chưa có chồng con gì à? Chưa, mẹ ta mất từ lúc còn bé. Mẹ từ lúc Vong ta còn bé tí mẹ ta đã mất rồi. Ta ở với bố, hai bố con nương tựa vào nhau mà sống. Bố cũng vất vả lắm nuôi ta, ngươi biết không? Nhưng mà đến năm nay ta 14 tuổi, bố lại bệnh mất người ạ. Thế lại một lần nữa mồ côi cha, mồ côi mẹ. Vậy là bố bỏ lại ta một mình. Ta phải bươn trải, tự bươn trải mà sống, mà nuôi bản thân. Thì 14 tuổi cũng cũng lớn rồi đúng không? Ta tự nuôi được bản thân mình mà. Nhưng mà đấy vất lắm, là những quá khứ và gia đình của Vong. Thế còn bây giờ, như nãy Vong nói, Vong bị hại chết. Và ai là người hại chết Vong? Thì bây giờ Vong hãy chia sẻ cho tôi biết nhé, tất cả đầu đuôi câu chuyện, rồi tôi sẽ giúp Vong. Rồi, từ lúc bố ta mất đấy, thì ta cứ sống như thế. Đến năm 19 tuổi thì khi ấy trong làng có một anh đến tỏ tình với ta. Ở trong làng? Ừ. Anh ấy đã thầm thương trộm nhớ ta từ rất lâu rồi. Nhà anh thì giàu lắm, giàu ở trong làng, tiền của vô kể. Còn ta thì nghèo, không cha không mẹ, cho nên là ta mặc cảm lắm. Nhưng mà tôi tưởng có một người lo lắng quan tâm cho là tốt mà. Nhưng mà nhà họ giàu làm gì có chấp nhận mình hả người? À, thế là Vong sợ không môn đăng hộ đối gì. Họ khinh, tôi sợ họ khinh nghèo người ạ. À, nhưng mà đấy có khi nào chỉ là Vong sợ thôi thì sao? Mà thôi, bây giờ Vong kể đi. Tôi sợ điều ấy xảy ra, cho nên là tôi từ chối anh. Tôi không chấp nhận. Nhưng mà còn anh thì mặc kệ. Anh bảo mặc kệ miệng đời thế gian. Anh yêu thì chỉ biết yêu tôi thôi. Thấy tôi chăm chỉ, chịu khó, hiền lành, tốt bụng thì anh thương, anh mến. Nhưng mà anh cũng sợ tôi mặc cảm, cho nên là lần ấy mãi về sau anh mới dám tỏ tình. Tôi sợ, không dám đồng ý. Nhưng mà anh vẫn cứ kiên trì tiến tới. Ngày nào anh cũng quan tâm chăm sóc tôi, quan tâm hỏi han các kiểu người ạ. Vẫn là nhà giàu đấy đúng không? Vâng, vẫn là anh ấy. Thì thời gian sau tôi cũng có cảm tình với anh, cũng thương anh. Kiểu nửa gần rơm lâu ngày bén đúng không? Vậy cũng tốt. Tôi không làm chủ được con tim. Tôi thương anh nhiều lắm. Mặc dù tôi biết gia đình anh khó chấp nhận tôi, nhưng mà tôi cứ lao đầu vào yêu thôi người ạ. Rồi đến đâu thì đến. Rồi chúng tôi cũng yêu nhau thắm thiết.
Nhưng mà... Nhưng làm sao? Người biết không, khi mà gia đình ấy biết chuyện ý, biết chuyện tôi và anh qua lại với nhau ấy, gia đình họ đã kéo đến, đã kéo đến nhà tôi, chửi rủa tôi, nói tôi là đồ không cha không mẹ, đồ mất nết, nói tôi là quỷ, dụ dỗ con nhà bà đấy. Con nhà bà đấy đã có hẹn ước rồi, có hẹn ước với người con gái khác rồi mà vẫn dụ dỗ. Ủa? Mắng vong? Tôi đâu biết gì đâu, tôi đâu có biết cái chuyện đấy, tôi đâu có biết là anh ta đã có hẹn ước đâu. Nhưng mà sao anh ấy, có nghĩa là anh ấy đã có một cái hôn ước từ trước rồi đúng không, giữa nhà anh đấy và một nhà khác. Thế nhưng mà sao anh lại tham vậy? Anh ấy là người năng nhăng à? Anh ấy không thích cô ta, anh ấy chỉ thích tôi thôi. À, có nghĩa là hôn ước thì có. Hôn ước từ thời xưa rồi ạ, chứ không phải là do anh. Nhưng mà anh lớn lên thì anh lại không thích. Anh ấy không thích cái người kia đúng không? Rồi. Nghe nói cô ta độc ác gì đó. Lúc ấy anh ấy cũng nói mà. Anh bảo anh không thích. Anh ấy nói trước mặt với bố mẹ luôn. Anh ấy nói, anh ấy bảo anh không thích. Anh ấy chỉ thích tôi thôi. Và nói là bố mẹ đi, đi về đi. Anh ấy nhất định sẽ không cưới cô ta. Chứng tỏ là anh ấy rất thật lòng với Vong đấy. Vậy cũng tốt mà. Rồi như thế nào nữa? Nhưng mà bố mẹ anh ấy vẫn cương quyết người ạ. Vẫn cương quyết bắt anh ấy phải lấy cô ta, và dọa là nếu như anh ta không đồng ý thì mẹ anh ấy sẽ chết trước mặt tôi và anh ấy. À, tôi nghe được câu chuyện đấy tôi sốc lắm người ạ. Tôi không ngờ anh ấy có thể lừa dối tôi như thế. Cho dù là có yêu thương tôi đến mấy, nhưng mà tại sao anh ấy có thể lừa dối tôi? Ý là cũng nên cho Vong biết từ trước đúng không? Thì có thể mọi chuyện sẽ không đi xa như thế. Đúng vậy. Thế nhưng mà cũng một phần là anh ấy, do anh ấy quá yêu, yêu Vong, yêu thật lòng. Đấy. Và trong đầu anh không bao giờ có tư tưởng đến cái hẹn ước kia. Nhưng mà dù thế nào thì anh ấy cũng là người lừa dối tôi. Thế sau hôm đấy? Lúc ấy tôi tức, tôi sốc lắm. Tôi bảo với nhà họ là hai bác yên tâm, cháu biết rồi. Khi cháu biết chuyện này thì cháu sẽ không làm phiền đến con nhà bác nữa. Cháu hứa, cháu thề là cháu sẽ không làm phiền nữa. Các bác về và anh đi về đi, cháu không muốn gặp ai nữa. Đừng làm phiền cháu nữa, cháu không muốn gặp ai nữa. Bác đưa bác con bác về đi. Rồi Vong có làm được không? Tôi đuổi về. Thì họ cũng về. Anh buồn lắm, nhưng mà anh vẫn phải về. Tôi đuổi mà, tôi làm gì cho ở lại đâu. Rồi. Khốn nạn thật đấy. Lại tiếp tục một lần đau đớn nữa. Để Vong chống chọi như thế nào? Vừa bị sỉ nhục, vừa bị lừa dối. Từ lần ấy tôi không muốn gặp anh nữa. Rồi hai người chia tay từ đấy ạ. Nhưng mà anh đâu có chịu buông tha cho tôi. Anh vẫn nói là anh yêu tôi. Anh không bỏ được tôi người ạ. Nhưng mà tôi không chấp nhận. Thế còn cái hôn ước kia? Rồi và... chuyện gì? Rồi chuyện gì đến cũng đến người ạ. Sau về sức ép gia đình quá lớn, cho nên anh cũng chấp nhận lấy cô ta. À, rồi buông bỏ Vong đúng không? Lấy rồi, anh ta cũng đâu có chịu buông bỏ tôi. Trời ơi. Anh ấy nói là trong tim anh đấy lúc nào cũng có tôi. Nhưng đã không... chấp nhận lấy cô kia rồi mà. Đấy là do gia đình ép buộc thôi người ạ. Để anh ấy sống yên ổn thôi. Rồi rồi tôi hiểu.
Mặc dù tôi yêu anh, nhưng mà tôi không thể chấp nhận. Tôi không thể chấp nhận anh lừa dối tôi. Rồi anh đã có gia đình rồi, vẫn còn đến với tôi. Anh đến tôi vẫn xua đuổi mà. Rồi người biết không, chuyện đấy cũng đến tai vợ của nó. Vợ của nó biết là anh ta thường xuyên đến tìm tôi. Nhưng mà tìm tôi Phong cũng có chấp nhận đâu mà nó. Đúng. Nhưng mà anh ta vẫn cứ đến. Thì vợ anh ta chỉ biết là anh ta đến đấy thôi. Rồi vợ anh ta nghĩ là tôi dụ dỗ chồng nó. Một lũ khốn nạn. Sao làm sao? Rồi người biết không, nó đâu có chịu để yên cho tớ. Họ làm gì vậy? Rồi trong đêm hôm ấy, nó đến nó giết tớ người ạ. Nó giết tớ. Ai là người giết Phong? Chính cô vợ kia. Cô ta thuê người giết à? Hay là tự cô ấy ra tay? Nó đến, nó tự đến nó giết người ạ. Trong đêm nó len lút đến, nó không muốn ai biết. Lúc đấy ta đang ở ngoài sân giếng, nó lén nút, nó cầm cái cây to, nó đập một phát. Trời ơi, ta đau điếng, người ta không biết gì nữa người ạ. Nó đập ta. Đập đến chết. Nó đập một phát vào gáy, đau lắm người ạ. Chết rồi, nó có để cho ta yên đâu. Kéo xác về đây vứt. Nó còn kéo tôi vứt tận về đây. Nó cho đến xe ngựa, nó kéo tận về đây trong đêm người ạ. Ta cầm tù. Cái nơi này xa với cái nơi Vong ở thế à? Xa lắm người ạ. Gọi tính phi tang đấy. Một nỗi khốn nạn. Vong ơi, tôi xin Vong nhé. Tôi biết là Vong rất là bức xúc, rất là oán hận. Nhưng bây giờ Vong đang đi vào người bạn tôi ấy, thì mong Vong hãy hiểu cho Trần Âm. Phong càng bộc lộ cảm xúc bao nhiêu thì bạn tôi lại càng mệt bấy nhiêu. Nên mong Phong hãy hiểu Phong nhé. Rồi sau khi Phong mất đi, Phong có tìm về oán hận những nhà kia không? Ta cầm tù cả nhà nó. Nhớ cái con khốn nạn ấy. Ta tìm về để giết bọn nó người ạ. Có giết được không? Nhưng mà nó đã đề phòng trước rồi. Nó đã chấn điểm xung quanh nhà, nó có bùa ngải các kiểu, ta không tiến lại gần được người ạ. Tại vì người ta đã chủ động rồi mà. Trên người ta có bùa, đất nhà người ta có bùa, Phong cũng chẳng giải quyết được cái gì đâu. Khốn nạn. Nó gọi là âm binh, yểm âm binh, canh nhà. Sao lại xấu xa đến thế hả người? Thế là Phong chấp nhận à? Cô ta vẫn tiếp tục hạnh phúc với người chồng đấy chứ? Cô ta tưởng thế là được hạnh phúc người ạ. Nhưng mà sau khi ta mất, anh ấy cũng nguội lạnh con tim. Rồi hai vợ chồng cũng lục đục cãi nhau. Rồi anh ta cũng bỏ cô ta. À. Anh ta cũng bỏ cô ta người ạ. Cô ta làm đủ mọi cách để được anh ấy, nhưng mà đâu có được. Quả báo mà. Quả báo do cô ta tạo ra thôi. Rồi, ngươi biết không? Sau khi bị bỏ ấy, cô ta bị chồng bỏ này, rồi giết ta, ám ảnh, rồi cũng trở lên dở điên dở dại, rồi chết. Trời ơi, đâu có sống được yên. Trời, ta không làm gì được, nhưng mà cũng quả báo của nó cả người ạ. Vâng, tất cả nó đều có nhân, có quả.
đúng không? Nhưng mà cô ta hận là tưởng... không tự tay bóp chết được nó người ạ. Không, như vậy cũng rất là tốt Phong ạ. Nhưng mà ta hận. Chính vì Phong ấy ôm mối hận trong lòng ấy, lúc nào cũng nghĩ hận thù dâng lên như vậy nên Phong mới không được siêu thoát ấy. Phong hiểu chưa? Vậy đấy còn chưa tính là nếu Phong đã ra tay với họ nữa thì Phong lại càng thêm tội, càng không bao giờ được siêu thoát. Đấy, thì cũng rất là may. Cũng như Phong nói đấy, luật nhân quả có trừ một ai đâu. Cô ta tưởng những việc làm cô đấy làm ra thì cô đấy sẽ có được chồng của cô ta hạnh phúc bên chồng. Nhưng cô ta đâu có biết người mà chồng cô ta thương yêu thật lòng lại là Phong, đúng không? Đấy, rồi Phong mất đi, anh ta cũng bắt đầu lạnh nhạt hơn với cái người đấy. Với lại xảy ra hậu quả khiến cô đấy giờ điên giờ dại. Đấy gọi là điên vì tình đấy. Cộng thêm cái nỗi ám ảnh đã gây ra cho Phong. Mẹ ông ơi. Thế bây giờ này, con khốn nạn đấy. Phong cho tôi hỏi, Phong đã mất ở đây lâu chưa? Mấy chục năm rồi? Ta mất ở đây hơn 80 năm rồi người ạ. Lâu lắm rồi, ta vẫn đang chờ. Chờ đến lượt để đi siêu thoát. Nhưng mà chờ mãi, chắc là còn lâu mới đến lượt ta. Bây giờ tôi nói này, tất cả những câu chuyện sự tình của Vong tôi đã hiểu hết rồi. Và cũng như Vong biết, đúng không? Tôi có thể nhìn và giao tiếp được với Vong như này. Đấy, Vong phải tin tôi này. Thì tôi cũng chia sẻ với Vong một chút. Thực sự cuộc đời của Vong rất là éo le, khổ cực, mồ côi mẹ từ lúc còn bé, hai bố con nương tựa vào nhau cũng lại mồ côi nốt, xong đến lúc lại dính dáng vào cái mối hạnh phúc không rõ ràng, dẫn đến Vong phải mất mạng và lại còn bỏ mạng ở nơi tôi tạm nói là nơi xứ người nhé, thì đây đâu có phải là nơi Vong sinh ra và lớn lên đâu, đúng không? Tao có làm gì sai đâu. Rồi lại cộng thêm mấy chục năm lạnh lẽo cô đơn ở đây. Cũng may là có ông cụ ở nơi đây đã bầu bạn với Vong một thời gian. Còn không biết bao nhiêu lâu thì tôi không biết, cũng không quan tâm. Nhưng như Vong nói, bây giờ cụ cũng đã đi làm công việc rồi, đúng không? Không có ở đây. Và chuyển đi nơi khác rồi. Thế nên là giờ còn một mình Vong ở nơi đây. Thì bây giờ nhá, chính vì điều đó bề trên đã nhìn thấy và cho chúng tôi đến đây để giúp Vong đấy. Giúp Vong không còn phải lạnh lẽo cô đơn ở đây nữa. Giúp Vong như tôi nói lúc đầu đấy, đi lên chùa tu tập nhá. Tôi được giúp rồi à. Đúng. Tôi được giúp rồi à. Rồi chờ cảm ngày ơn. Siêu thoát nhá. Cuối cùng tôi cũng được giúp rồi. Bây giờ nhá, cuối cùng tôi cũng được giúp rồi. Bây giờ thoát ra nhá. Tôi té hết chân đúng rồi. Đây, sao lại thế này? Đây, đây, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi đây rồi, tôi đây rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không, không, không phải hoảng nhá. Có làm hại với ai không? Tôi sợ quá. Tôi còn tê sợ... không? Chân trái hay chân phải? Chân này, chân này. Cứ duỗi ra, duỗi, duỗi. Đau một tí nhá, nó hết. Rồi. Đau rồi ông ơi. Tôi sợ lại các ngài nhá. Chỉ sợ Vong giữ và tôi thì hại tôi. Không sao giữ không? Không làm sao, xong hết rồi nhá. Cứ bình tĩnh thôi. Tại lúc đấy tôi bị kẹp vào cái cổ tôi. Từ lúc đấy tôi sợ, sợ sợ. Không sao. Tát hết mồ hôi. Mày qua không sao. Không sao rồi. Mạnh đâu. Để cho Nguyệt nghỉ một xíu, em đặt chân quay đi. Đặt chân quay đi, anh em mình hồi hướng giúp Vong. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thì cũng anh đoán nhá. Mình đi làm cũng rất nhiều rồi. Vâng.
Và cứ những cái lúc mà anh chuẩn bị giúp được một vong linh là có những tiếng chim này kiểu muốn tiễn đưa đấy. Tiễn đưa, vâng đúng rồi em. Dù gì chị đấy cũng đã từng ở đây rất là lâu rồi đúng không? Sẽ bầu bạn với những tiếng chim muôn thuở ở đây đúng không? Cảnh vật cây cối các thứ cũng rất tốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chị Hiến ơi, chị Hiến ơi, dạ em chào chị nhá. Thì đấy, tất cả những câu chuyện sự tình của chị chúng em cũng đã hiểu hết rồi. À dạ, phải nói chị thật sự chị là một người rất là chu toàn. Chị lo là chị đột ngột đi như thế này thì cụ ông ở đây có lo lắng gì không đúng không ạ? Thì em cũng thưa với chị nhé, bây giờ chị cứ nghe lời em đi vào thế giới của bề trên. Và trong đó bề trên ắt sẽ sắp xếp cho chị có thể nhìn thấu được hết. Và cụ ông cũng có thể biết được chị nhé. Nên chị cứ yên tâm nhé. Thì bây giờ chị hãy chắp tay, lòng hướng về Phật, em sẽ giúp chị. Còn Nam Mô A Di Đà Phật. Em hai bạn này, chị vào nhé. Thì bây giờ một người sẽ bóc kẹo rắc ra đây để cho những con chim, con chuột, rồi mọi thứ côn trùng động vật ở đây có thể hưởng được một chút nhé. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương. Con lạy các thần linh thổ địa ngụ tại khu đất này, hãy linh thiêng về đây chứng lễ, sang tai mách tiếng cho anh em chúng con. Thì nay anh em chúng con đã giúp được vong linh của chị Hiến ở nơi đây, thì con xin các ngài về nhận tiền vàng để đi lo công việc phù hộ cho anh em chúng con và gia đình anh em chúng con. Và đại gia đình cô dì chú bác ở trên kênh của anh em chúng con luôn được mạnh khỏe, bình an. Con Nam Mô A Di Đà Phật.